Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Mai Hương xin thân ái mến chào sư Thùy Linh, chào chị Cẩm Yến và Bích Hạnh, cũng như thân ái kính chào toàn thể quý khán thính giả của Việt Catholic. Xin chào sư Thùy Linh, Mai Hương, Bích Hạnh và quý khán thính giả thân thương của đài Việt Catholic. Cẩm Yến thấy là thời gian lúc này trôi quá nhanh, mới đó mà chúng ta đã bước vào tháng 10 rồi. Tháng mà Cẩm Yến rất thích vì được giáo hội dành riêng để kính Đức Mẹ Mân Côi. Và cứ mỗi tháng Mân Côi về thì giáo xứ của chúng ta lại có các em thiếu nhi múa dâng hạt rất là dễ thương. Còn Cẩm Yến cũng như những người trong giáo xứ mình thì lại được dâng những đóa hoa hồng thật đẹp cho mẹ vào ngày Chủ nhật đầu tháng. Còn Sơ, Mai Hương và Bích Hạnh thì sao? Dạ vâng chị, em cũng nhớ mỗi năm mình đều được như vậy, cũng rất là tiếc năm nay chúng ta không được tổ chức ngày lễ đầu tháng cho mẹ. Nhưng mà mình còn một đóa hồng tuyệt là đẹp trong tháng này, đó là đóa hồng của Thánh Teresa Hai Đồng Giêsu mà Thánh em rất là yêu mến lúc em còn nhỏ, mà chúng ta mới kính mừng ngày hôm qua. Nhưng em cũng được biết là Thánh Teresa cũng là thánh bổn mạng của chị Cẩm Yến. Phải không chị? Đúng rồi đó Bích Hạnh. Dạ, cảm ơn Bích Hạnh đã nhớ nha. Dạ, em cũng xin chúc mừng lễ bổn mạng chị. Cảm ơn Bích Hạnh rất nhiều. Rồi, tiếp lời Bích Hạnh thì Mai Hương cũng chúc mừng ngày lễ thánh bổn mạng hôm nay của Cẩm Yến ha. Thì nghe Cẩm Yến với Bích Hạnh nói chuyện đó, thì Mai Hương cảm thấy là tươi mát, như là có những cái đóa hồng thật là đẹp, tươi nở ở trong lòng mình vậy. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta ai cũng biết là cơn đại dịch vẫn còn đang hoành hành trên thế giới. Ở Melbourne thì hiện tại cũng đang trong những cái ngày phong tỏa. Và như Mai Hương được biết thì ở Sài Gòn thì tuy là được nới lỏng một chút xíu thôi, nhưng mà con số mỗi ngày cũng rất là nhiều. Và những cái trường hợp mà những cái người phải ra đi trong lúc này bên cạnh không có người thân yêu thì vẫn còn xảy ra, cho nên vẫn còn rất là đau lòng. Đúng rồi đó Mai Hương. Cẩm Yến cũng được thấy trên mạng xã hội có một cái hình ảnh của một người con đi nhận cái hũ tro của mẹ mình và muốn đưa mẹ về qua nhà trước khi đưa lên chùa mà không vào nhà được vì là khu vực đang bị phong tỏa. Thì anh ta đành dựng xe ở gần đó để hũ tro của mẹ mình lên xe, cắm lên vài nén hương cho mẹ và để mẹ mình có một giây phút tạm biệt căn nhà mà mấy chục năm nay bà đã sinh sống. Nhìn hình bóng của người con đứng bên vệ đường cạnh cái hũ tro mà có những khói hương đang bay lên, mắt thì hướng nhìn về ngôi nhà thân yêu dưới cơn mưa tầm tã. Thật là não lòng đó. Sơ cũng được biết có nhà dòng có mười mấy sơ qua đời vì Covid chỉ trong vòng một tháng. Có nhà thì mấy chục sơ bị nhiễm bệnh một lúc. Thật là thương cho Việt Nam phải chịu quá nhiều khổ đau. Và trong cái bối cảnh tang thương và đau khổ như thế này thì chương trình lời ca nguyện cầu kỳ này sơ Thùy Linh có chọn được một nhạc phẩm rất là ý nghĩa, đó là bài Lạy Đức Bà Sài Gòn do nhạc sĩ Cao Huy Hoàng mới sáng tác. Và Mai Hương xin mời sơ Thùy Linh chia sẻ một ít chi tiết về bài hát này được không sơ? Cảm ơn Mai Hương. Đúng rồi, bài hát đó đã được chính Đức Cha Ngô Quang Kiệt góp ý. Lời ca thật thấm thía và xúc động. Sơ được may mắn ở trong nhóm sáng tác của nhạc sư Phạm Đức Huyến và rất cảm phục trước tinh thần làm việc và sức sáng tác của nhạc sư và nhóm, cũng như tâm tư tình cảm của các nhạc sĩ luôn cùng đồng hành với giáo hội và những khổ đau của tha nhân, nhất là đồng bào ở quê nhà. Nhân đây, xin được cảm ơn nhạc sĩ Cao Huy Hoàng, nhạc sư Phạm Đức Huyến và nhóm sáng tác đã nói lên dùm nỗi lòng của bao người và dệt nên những lời ca nguyện cầu bay lên tới trời cao. Ý nghĩa quá, cảm ơn sư Đình. Và sau đây xin mời quý khán thính giả cùng với nhóm lời ca nguyện cầu hòa tâm tình và hát bài này nhé. Dạ xin mời anh Dũng đàn cho chúng em.
lạy Đức Bà Sài Gòn, xin Bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon đã mỏi mòn, lạy Đức Bà hòa bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, xin giúp chúng con làm hòa với nhau.
Bích Hạnh không biết mọi người cảm thấy thế nào, chứ Bích Hạnh hát xong bài này thấy trong mình dâng đầy cảm xúc thương cho những cảnh đau thương chia lìa mà dân mình đang phải gánh chịu, nhưng đồng thời cũng tràn niềm tin vào mẹ. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa giúp đỡ cho chúng ta vượt qua những khó khăn mà mọi người đang phải chịu đựng. Tuyệt vời quá! Đúng rồi, niềm tin của Bích Hạnh vào mẹ thật không nhầm lẫn chút nào. Vì qua mấy ngàn năm lịch sử giáo hội, mẹ đã luôn hiện diện, đồng hành, ban trợ, cứu giúp cho các con cái mẹ khắp mọi nơi. Vì vậy, mẹ có những danh xưng như Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, Đức Bà Thắng Trận, vân vân. Vâng, Cẩm Yến cũng đã được diễm phúc đến thăm Đức Mẹ tại những nơi mẹ đã hiện ra như là Lộ Đức, Fatima và Medjugorje, và cũng có những cảm nghiệm thật là sâu sắc mà bây giờ thì cũng xin sơ có thể chia sẻ cho Cẩm Yến và quý khán thính giả về những lần mẹ hiện ra và các phép lạ mà mẹ đã làm, được không sơ? Cảm ơn Cẩm Yến. Nói về phép lạ mẹ đã làm thì vô số kể. Thánh Don Bosco khi xưa có một câu nói bất hủ: cứ tin vào mẹ thì các con sẽ biết phép lạ là gì. Nếu nói về các sự kiện mẹ hiện ra hay phép lạ cá nhân mẹ đã làm thì chắc không bao giờ hết. Cho nên trong những biến cố hiện ra của mẹ, Tòa Thánh chỉ chính thức công nhận có 16 biến cố mà thôi. Với những thử thách và đau khổ về dịch bệnh của ngày hôm nay, có lẽ sơ chỉ xin điện một ít sự kiện trong số 16 lần này mà có liên quan đến các phép lạ chữa lành mẹ đã làm. Thì lần hiện ra thứ nhất trước tiên của mẹ là ở Guadalupe, trong khoảng từ ngày 9 tới ngày 12 tháng 12 năm 1531, mẹ đã hiện ra với một người nông dân nghèo tại Mexico tên là Juan Diego. Ngày nay thì anh Juan Diego đã được tôn phong hiền thánh. Mẹ hiện ra với anh trên núi Tepeyaca và yêu cầu anh nói với Đức Giám Mục sở tại xây một ngôi nhà thờ trên núi ấy. Nhưng mà Đức Giám Mục không tin nên yêu cầu anh xin một mẹ một dấu chỉ. Anh lại phải trở lại ngọn núi và gặp mẹ. Thì mẹ đã bảo là anh đi hái những bông hoa gần đó, gói trong tấm áo choàng mà anh đang mặc, đem lại cho vị giám mục. Khi anh Juan Diego mở tấm áo choàng của mình ra, thì vị giám mục hết sức kinh ngạc và biết ngay đây là một phép lạ. Bởi vì không những là những bông hoa này trái mùa và không thể có được trong lúc đó, mà trên tấm áo choàng làm bằng sợi xương rồng rẻ tiền của Juan Diego còn in một bức hình tuyệt đẹp của Đức Mẹ. Đây cũng chính là bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe mà chúng ta được thấy và được tôn kính ngày nay. Điều đặc biệt là cho tới nay, khoa học vẫn không thể giải thích được những điều kỳ diệu về bức hình này. Đã qua hơn 500 năm mà tấm áo choàng vẫn không bị hư rách, dù loại vải này thường chỉ bền khoảng 20 năm. Và bức hình mẹ vẫn nguyên vẹn, không hề phai nhạt. Người ta đã đưa cho những chuyên viên xem xét, thì khi xem xét dưới kính hiển vi, bức hình không hề có nét vẽ phác họa nào. Và theo công ty Kodak Mexico là đã được mời đến để mà khám nghiệm bức hình đó, thì thấy bức hình trơn láng và giống như một tấm ảnh, là cái photo làm theo kỹ thuật phim ảnh hiện đại, mặc dù kỹ thuật này không hề có cách đây 500 năm.
Ngay cả những chòm sao trên bức hình cũng khớp với các chòm sao đã hiện ra trong ngày 12 tháng 12 năm 1531. Một điều đáng kinh ngạc nữa là người ta khi mà phóng cái bức hình lớn lên thì người ta tìm thấy hình phản chiếu của chính Juan Diego. Và Đức Giám Mục đang ngạc nhiên khi Juan Diego mở cái tấm áo choàng ra và một vài người bản xứ đứng gần đó nữa. Và cái phản chiếu đó người ta tìm thấy trong con người của Đức Mẹ, trong cái tấm hình đó. Và chúng ta biết rằng sau này Đức Giám Mục đã sau khi bị hoàn toàn khuất phục bởi những cái phép lạ như vậy, Ngài đã cho xây ngôi nhà thờ theo đúng lời yêu cầu của Đức Mẹ. Và ngày nay nơi này nhìn hành hương thu hút nhiều khách hành hương thứ nhì trong xã hội Công giáo, hàng chục triệu người mỗi năm chỉ sau đền thánh Phêrô tại Vatican mà thôi. Và rất nhiều phép lạ chữa lành đã được ghi nhận tại nơi đây. Giáo hội chúng ta mừng biến cố Đức Mẹ Guadalupe vào ngày 12 tháng 12. Hay quá, hay. Nghe sư chia sẻ rất là hay, và Mai Hương chỉ mong là có một cái ngày nào đó cũng giống như chị Yến đã được đi rồi đấy. Mai Hương mong có cái dịp mà được đến thăm viếng đền Đức Mẹ Guadalupe này. Nhưng mà với cái kiểu COVID hiện tại thì chắc rất là còn lâu. Đúng rồi Mai Hương, hy vọng là chúng ta sẽ được có ngày đến viếng đền Đức Mẹ Guadalupe, là một nơi mà sư nghĩ có lẽ ai cũng ước ao đến cả. Tiếp theo là Đức Mẹ Lô, cũng được gọi là Đức Mẹ của những cuộc gặp gỡ hạnh phúc. Mẹ đã hiện ra cho cô Benoît ở làng Lô, nước Pháp nhiều lần suốt 54 năm, từ năm 1664 đến 1718. Mẹ yêu cầu xây một nhà thờ và một nhà ở cho các linh mục để mọi người có thể đến nhận lãnh phép sạch tội và được hòa giải cùng Chúa. Vì đây là nơi mà mẹ bảo con mẹ đã cho mẹ để làm cho kẻ tội lỗi trở lại. Mẹ cũng dạy cho mọi người qua cô Benoît cách chữa lành thể lý để từ đó được chữa lành tâm linh, là dùng dầu trong cây đèn của nhà thờ tại đây bôi lên chỗ bị đau với lời cầu nguyện và niềm tin thành khẩn nơi mẹ. Hiện nay cũng có đến cả 100.000 khách hành hương đến đây hàng năm, và cũng đã có các phép lạ chữa lành xảy ra nơi đây. Giáo hội chúng ta thì mừng ngày lễ Đức Mẹ Lô vào ngày 27 tháng 9. Rồi đến Đức Mẹ Fatima, có lẽ Cẩm Yến có thể chia sẻ về câu chuyện Mẹ Fatima nhỉ? Dạ vâng, cảm ơn sơ. Cẩm Yến xin chia sẻ một ít về Đức Mẹ Fatima. Có lẽ hầu hết người Việt Nam Công giáo đều biết về việc mẹ đã hiện ra tất cả là 6 lần với ba trẻ chăm chiên, đó là Lucia, Francisco và Jacinta tại làng Fatima, nước Bồ Đào Nha, từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917. Và mẹ đã tự xưng là mẹ mân côi và kêu gọi tất cả hãy siêng năng lần chuỗi mân côi để cầu nguyện cho người tội lỗi và dâng hiến nước Nga cho trái tim vẹn sạch của mẹ. Đã có đến trên 70.000 người được chứng kiến lần hiện ra sau cùng của mẹ với hiện tượng mặt trời nhảy múa, và đã làm cho rất nhiều người đã trở lại đạo. Cẩm Yến nghĩ câu chuyện này có lẽ có ý nghĩa đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh ngày hôm nay, vì Francisco và Jacinta đã qua đời vì dịch cúm mà chỉ trong vòng 1-2 năm sau đó. Hai trẻ không được chữa khỏi bệnh, nhưng đã được chính mẹ báo trước về cái chết cùng lời hứa sẽ đem về thiên đàng. Francisco và Jacinta đã thể hiện nhiều nhân đức anh hùng và được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh ngày 13 tháng 5 2017, đúng 100 năm sau ngày mẹ Fatima hiện ra lần thứ nhất. Như vậy, Jacinta trở thành thánh
không tử đạo trẻ nhất của giáo hội. Cẩm Yến cũng được biết giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Fatima vào ngày 13 tháng 5 hàng năm. Cảm ơn Cẩm Yến chia sẻ đầy đủ quá. Rồi đến sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở đường Rue de Bac ở Paris với Thánh nữ Catherine Labouré và bức ảnh phép lạ mà sơ thấy Bích Hạnh có khi đeo. Bích Hạnh có chia sẻ gì không? Dạ, dạ vâng. Theo Bích Hạnh được biết thì trong câu chuyện kỳ diệu này, Đức Mẹ hiện ra cùng Thánh nữ Catherine Labouré ngày 18 tháng 7 năm 1830 với lời tin báo về những khó khăn sắp tới cho nước Pháp và giáo hội và chính là Thánh nữ. Nhưng mẹ cũng hứa ân sủng sẽ được ban cho Thánh nữ và ai cầu xin cùng mẹ với lòng thành. Trong lần hiện ra thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm 1830, mẹ truyền cho Thánh nữ làm bức ảnh phép lạ theo mẫu ảnh mẹ thấy và hứa sẽ ban cho những ai đeo mẫu ảnh ấy với lòng thành. Chính việc mẫu ảnh đã được làm và truyền bá khắp nơi rất nhanh đã là một phép lạ. Và rất nhiều phép lạ sau đó đã xảy ra từ mẫu ảnh kỳ diệu này. Chính vì vậy, mặc dù đầu tiên được gọi là mảnh ảnh vô nhiễm nguyên tội, sau này được đổi tên là ảnh phép lạ. Hay quá! Cảm ơn Bích Hạnh nhiều. Sơ chỉ xin kể thêm một phép lạ chữa lành đã xảy ra với mẫu ảnh phép lạ đó vào năm 1836. Khi những tin tức về phép lạ từ mẫu ảnh đã lan khắp châu Âu. Câu chuyện được ghi lại rằng tháng 1 năm ấy, có một thanh niên mắc bệnh xương phổi nặng, sắp chết, nhưng không chịu hoán cải và trở lại đạo. Các cha không làm sao thuyết phục anh ta được, nên một linh mục đã lén bỏ mẫu ảnh phép lạ dưới gối của anh. Lạ lùng thay, trước khi vị linh mục ấy trở lại, thì anh ta đã xin mẹ mình mời cha đến để anh được sám hối và trở lại đạo. Khi vị linh mục đưa mẫu ảnh phép lạ cho anh kính cẩn hôn, xin tội rước lễ và được nhận phép lành sau cuối. Nhưng trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, anh đã hồi phục và hoàn toàn khỏe mạnh lại chỉ vài ngày sau đó. Như vậy, bức ảnh đã làm phép lạ không phải chỉ một lần mà hai lần cho anh. Anh đã giữ bức ảnh phép lạ và thường xuyên hôn kính với lòng biết ơn đến Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ. Ngày nay thì đã có hàng tỷ mẫu ảnh Đức Mẹ làm phép lạ trên thế giới. Giáo hội chúng ta mừng kính ngày lễ Đức Mẹ ảnh phép lạ vào ngày 27 tháng 11 hàng năm. Tiếp đến là việc mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Sẽ nghĩ có lẽ hầu hết người Công giáo đều biết không nhiều thì ít về câu chuyện này. Mai Hương có thể chia sẻ một chút không? Dạ, cảm ơn Sư Linh. Thì Mai Hương cũng được xin chia sẻ một chút những cái gì Mai Hương biết về Đức Mẹ Lộ Đức. Thì đây là một biến cố đặc biệt và nổi tiếng đã xảy ra tại làng Lộ Đức của nước Pháp vào năm 1858. Thì chỉ trong vòng vài tháng thôi, từ 11 tháng 2 cho đến 16 tháng 7 mà mẹ đã hiện ra 18 lần cho Thánh Bernadette Soubirous. Thì khi ấy là một cô bé thất học và nghèo nàn với cái thông điệp là phải cầu nguyện và ăn năn đền tội cho những cái kẻ tội lỗi được trở lại. Và đặc biệt thì Đức Mẹ có bảo Bernadette là hãy tắm và uống nước từ một cái dòng suối ở đó. Nhưng mà điều ngạc nhiên có nghĩa là ở đó không có con suối nào cả. Cho nên Bernadette đã phải dùng tay và cào đất lên. Và đặc biệt thay là đã có một cái vũng nước nhỏ lộ ra. Và cái vũng nước nhỏ này, từ cái vũng nước nhỏ này có một mạch suối đã vọt lên lai láng và trở thành cái nguồn nước dồi dào cho tất cả cư dân trong vùng.
Và hơn thế nữa, một số người đã được chữa bệnh nhờ tắm hoặc là uống cái nước này, hay là chỉ xoa cái nước này lên người thôi. Cho nên là hoặc hành hương đến lộ đức thì cũng được những cái phép lạ xảy ra như vậy. Và hiện nay thì mỗi năm có hàng triệu người vẫn đến đây viếng linh địa lộ đức, và đa số là những cái bệnh nhân, và rất nhiều người đã được ơn phép lạ và được chữa lành bệnh đó. Hay quá, cảm ơn Mai Hương nhiều. Đúng như Mai Hương nói, rất nhiều người đã được ơn chữa lành. Tuy nhiên, chỉ có một số rất ít, dưới 1%, được giáo hội công nhận là phép lạ. Con số ít ỏi này chứng tỏ sự cẩn trọng của giáo hội, vì một biến cố trước khi được công nhận là phép lạ phải trải qua những khảo sát rất nghiêm ngặt và phải được một hội đồng giám định y khoa quốc tế chứng nhận là không thể giải thích về mặt y khoa trước khi đưa lên cho giám mục sở tại để đưa ra phán quyết cuối cùng. Cho tới ngày hôm nay, qua hơn 160 năm, thì chỉ có 70 phép lạ tại Lộ Đức được giáo hội công nhận. Vì thời gian giới hạn, tôi chỉ xin chia sẻ về phép lạ đầu tiên và phép lạ sau cùng. Phép lạ thứ nhất xảy ra ngay năm 1858 cho bà Catherine Latapie. Vào khoảng thời gian này, bà bị một tai nạn khiến hai ngón tay không cử động được. Đêm 28 tháng 2, rạng sáng ngày 1 tháng 3 năm 1858, bà bỗng nhiên cảm thấy một động lực thúc đẩy bà trỗi dậy đi đến Lộ Đức. Tại đây, bà gặp chính Bernadette rồi đi đến hang đá cầu nguyện và nhúng ngón tay vào vũng nước vừa mới hình thành do Bernadette đào ra. Và ngay lập tức ngón tay của bà được chữa lành hoàn toàn. Đức Giám Mục đã công nhận phép lạ này ngay trong năm đó, và sau đó Tòa Thánh cũng công nhận. Còn phép lạ cuối cùng hiện nay là phép lạ thứ 70, chỉ mới vừa được công bố năm 2018, đã xảy ra cho sư Bernadette Morio thuộc dòng Francisco Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Pháp. Sơ bị tổn thương cột sống và chân do bệnh tật, rất là đau đớn, phải dùng morphine để giảm đau và phải ngồi xe lăn từ năm 1980. Trong chuyến hành hương cùng với nhà dòng đến Lộ Đức năm 2008, mặc dù sơ chỉ xin được ơn sức mạnh để chịu đựng căn bệnh và những sự đau đớn, nhưng khi nhận lãnh phép lành cho bệnh nhân sau thánh lễ, thì sơ bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm và cảm giác khỏe mạnh, thoải mái, lạ thường, lan truyền khắp châu thân. Rồi sơ lại nghe một tiếng nói từ bên trong bảo sơ hãy cởi bỏ các băng nẹp chống đỡ, bởi vì sơ phải đeo rất là nhiều những cái băng và những cái nẹp. Mặc dù là sơ ngồi xe lăn, nhưng vẫn cần phải có những cái thứ đó để đỡ cho sơ. Rồi ngay sau đó, sơ thấy chân của sơ được trở lại bình thường và sơ đã có thể đứng dậy khỏi xe lăn. Phép lạ đã xảy ra một cách tức thì, và từ đó cho đến nay, sơ đã hoàn toàn có thể đi lại bình thường, không còn phải dùng một trợ giúp y tế hay thuốc giảm đau nào nữa. Sau nhiều năm điều tra xem xét, Hội đồng Giám định Y khoa Lộ Đức đã xác nhận sự hồi phục của Sơ Bernadette Morio là không thể giải thích được bằng kiến thức y khoa hiện tại. Và sau cùng, vào ngày 11 tháng 2 năm 2018, đúng ngày lễ mẹ Lộ Đức và cũng là ngày quốc tế cho bệnh nhân, Đức Giám Mục Jacques Benoît Gonin tại Beauvais, nơi sơ cư ngụ, đã công bố việc chữa lành của sơ là một phép lạ của Đức Mẹ Lộ Đức. Và câu chuyện sau cùng mà sơ xin chia sẻ ngày hôm nay là biến cố mẹ hiện ra và chữa lành cho một người phụ nữ ở làng Philipsdorf, nước Cộng hòa Tiệp Khắc vào năm 1866.
mẹ đã hiện ra và chữa bệnh cho cô Madeleine Cade, một người bị liệt giường nhiều năm vì nhiều căn bệnh khác nhau. Vào đêm ngày 13 tháng 1 năm 1866, lúc khoảng 4 giờ sáng, cô Madeleine đang nằm trong giường, không nói được vì quá yếu mệt. Bỗng nhiên bật dậy và kêu lên: "Hãy nhìn vầng sáng rực rỡ kìa, thật tuyệt đẹp." Người bạn đang ở cạnh canh chừng cô ngạc nhiên nhìn theo nhưng không thấy gì. Chỉ có cô được ơn nhìn thấy Đức Mẹ. Mẹ đã hiện ra với cô, bận áo trắng, đội vương miện bằng vàng và nói: "Cô, con gái của ta, con đã được chữa lành." Nói rồi mẹ biến mất. Magdalene lập tức nhanh chóng ngồi dậy và hoàn toàn bình phục. Sau này, một nhà thờ kính Đức Mẹ đã được xây lên tại Philipsdorf. Nhiều phép lạ được ghi nhận xảy ra tại nơi đây và cũng có rất nhiều khách hành hương đến viếng thăm. Sự kiện này cũng được giáo hội chính thức công nhận và có lễ mừng kính vào ngày 13 tháng 1 hàng năm. Vâng, cảm ơn sơ đã chia sẻ về những biến cố mẹ hiện ra và chữa lành. Có lẽ giúp mọi người, nhất là những ai đang đau khổ, được an ủi và củng cố thêm niềm tin. Tháng này là tháng Mân Côi, Cẩm Yến cũng sẽ cố gắng siêng năng lần hạt hơn để cầu nguyện cho đại dịch chấm qua và cho những người đang đau khổ, nhất là cho những đồng bào của chúng ta tại Việt Nam. Tuyệt vời quá! Chàng chuỗi Mân Côi tuy đơn sơ nhưng là vũ khí mạnh mẽ nhất. Đức ông Kofovs đã sánh chuỗi Mân Côi như chiếc nỏ của cậu bé David, chỉ với 5 hòn đá mà giết chết được tên khổng lồ Goliath. Và trong những lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, như trong hoàn cảnh hiện nay tại Việt Nam hay là trên thế giới nhiều nơi, chúng ta lại càng phải cầu nguyện liên lì và dùng đàng tràng chuỗi Mân Côi và tin tưởng vào mẹ. Dạ vâng, Bích Hạnh cũng qua những lời chia sẻ của sơ và chị Cẩm Yến, Bích Hạnh cũng cảm thấy sức mạnh của chàng chuỗi Mân Côi giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách và trong những lúc như thế này. Bích Hạnh sẽ noi gương theo chị Cẩm Yến, siêng năng lần chuỗi Mân Côi hơn, đặc biệt trong tháng này, để cầu cho đại dịch chóng qua. Dạ, nếu vậy thì tiếp lời của Bích Hạnh, Cẩm Yến cũng như Sê Linh, và trong cái tâm tình liên lỉ cầu nguyện trong tháng 10 Mân Côi, Mai Hương xin kính mời quý khán thính giả cùng với nhóm lời ca nguyện cầu dâng lên mẹ những lời ca trong chuỗi kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh nhé. Và đặc biệt lần này thì chương trình có mời được hai em nhỏ rất là dễ thương, đó là Mia và Nikki, cùng dâng lên mẹ những cái chuỗi kinh này. Và như chúng ta cũng biết thì các em nhỏ vẫn luôn được Đức Mẹ ưu ái hiện ra. Cho nên là với những cái lời cầu nguyện đơn sơ của các em thì chắc chắn mẹ và Thiên Chúa sẽ bái thương nhận lời. Xin mời quý vị cùng hòa tâm tình với nhóm nhé. Xin mời anh Dũng. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sâu, nước Cha hiền trì, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Trường cảm xúc nhưng cứu chúng con cho mỗi mưa điều ác hại. Amen. Amen. Thank you.
Chúa luôn ở cùng mẹ. Mẹ được ban đầy dư ngàn ơn phúc, không một người nữ nào phúc hơn mẹ Maria. Và Giêsu mẹ cứu mang trong lòng Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho con những kẻ có tội trong giờ hôm nay luôn mãi đến phút cuối đời. Chương trình Lời Ca Nguyện Cầu tháng 10 xin khép lại nơi đây. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Bích Hạnh, Sơ Thủy Linh, Cẩm Yến và Mai Hương xin kính chúc quý vị một tháng 10 xuất sắc với chàng chủ mân côi và được nhiều ơn lành và tình yêu thương trợ che của mẹ Maria và Thiên Chúa. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy đầu tháng tới. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.